Vâng, xin kính chào các khán giả thân yêu của kênh Hậu Trường Thể Thao. Đây là chương trình Hậu Trường đặc biệt sẽ phát sóng vào tối thứ hai 20:30 hàng tuần. Chúng tôi muốn gửi đến những tin tức nóng hổi nhất với những góc nhìn nhận định của các khách mời hay thậm chí là chủ kênh. Ngày hôm nay thì khách mời và cũng là chủ kênh luôn, phóng viên Tết Trần sẽ cùng với chúng ta chia sẻ những câu chuyện hot nhất trong tuần vừa rồi thưa anh với bóng đá Việt Nam. Có lẽ rằng sự kiện mà đến thời điểm này mọi người vẫn bàn tán rất là xôn xao trên mạng xã hội gần nhất với chúng ta, chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Hải Phòng trên sơ đồ hàng đẫy trước câu lạc bộ Hà Nội, đúng không? Gắn liền với rất nhiều những thứ khác nhau, nhưng mà có lẽ nổi bật nhất thì đấy là cái cụm từ là tắt điện. Tắt điện. Và tắt điện là trên sân là dàn đèn cũng tắt. Đương nhiên, và sau đấy thì mọi người dùng từ là Hà Nội cũng tắt điện luôn trước Hải Phòng. Thì đầu tiên cảm xúc của anh sau trận đấu này đã. Thực ra thì trước khi bước vào cái buổi livestream này thì tôi cũng đã nhờ một số những mối quan hệ để cố gắng mời một thành viên của Hải Phòng có mặt ở đây. Nhưng mà cũng rất tiếc khi mà họ sau khi ngay sau trận đấu họ trở về Hải Phòng và chuẩn bị cho cái loạt trận tiếp theo luôn. Bởi vì V-League thì bây giờ đá vào các cuối tuần. Chính vì thế mà họ cũng rất là bận. Tuy nhiên là tôi cũng đã có được rất nhiều những cái thông tin. Đặc biệt là sau khi mà đầu tiên nói về cảm xúc, khi mà trận đấu ngày hôm qua thi đấu thì diễn ra thì có lẽ là nhiều người ta tiếc về cái chuyện là cổ động viên Hải Phòng không được vào trong. Không được vào bên trong. Đấy thì nhiều người nghĩ rằng là Hải Phòng sẽ không đá tốt khi mà không có cổ động viên, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là cái món ăn tinh thần của V-League bao năm nay cũng là một cái đặc sản. Đó chính là cái việc cổ động viên Hải Phòng có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy rồi là gây ra một chút náo loạn. Nó là cái dư vị không thể thiếu. Nhưng mà ngày hôm qua họ không có mặt và bản thân tôi cũng rất nhiều người anh em trước cái buổi talk ngày hôm nay thì cũng có trên một số những diễn đàn cũng dự đoán là Hải Phòng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà không có cái sự hậu thuẫn của thứ 12. Đấy thì thực sự tôi rất bất ngờ. Rất bất ngờ vì Hải Phòng đã chứng minh cho mọi người thấy là cái cách họ theo đuổi lối chơi này dưới thời huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là hoàn toàn có cơ sở. Và tôi bất ngờ hơn nữa khi mà cầu thủ lập công cũng là một người em mà tôi rất là yêu mến, đó Lương Hoàng Nam, một cầu thủ mà sóc nhỏ, một cầu thủ mà tôi đã nhớ là đã tưởng chừng như phải giải nghệ khi mà tạm biệt câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và không có bất cứ một cái lời mời nào đến bất cứ một câu lạc bộ nào cả. Thì bây giờ sau một quãng thời gian dự bị thì bạn ấy đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng khi mà Hải Phòng ra đi. Hải Phòng có Hải Huy, trụ cột Hải Huy ra đi thì Lương Hoàng Nam cũng như các đồng đội đã giúp cho đội bóng đất cảng thực sự là chơi quá ấn tượng. Và cái trận đấu ngày hôm qua nhiều người nói rằng là cái màn quay trở lại của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, nhưng nhiều người ta nói rằng là Hà Nội phải tiếc khi thua chính con quái vật do mình tạo ra. Vâng, tức là đúng. Đấy, chiến thắng mang dấu ấn của những người cũ, đúng không ạ? Đầu tiên là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo, và tiếp theo là tiền đạo Lucao ngoại binh. Đấy, anh ghi bàn xong, và bình thường ví dụ chúng ta sẽ gặp những tình cảnh là những cầu thủ cũ ghi bàn vào lưới đội bóng mình đã từng chơi là họ không ăn mừng, nhưng em đấy là chúng ta thấy rằng là Lucao là nhảy hip hop luôn. Đúng. Tức là rất cảm xúc. Đấy, và không chỉ là anh chỉ nhảy một lần mà anh đã có tới 3 lần ăn mừng trên sân Hàng Đẫy, và 3 lần ăn mừng đó thì đều mang lại những cái cảm xúc phải nói rằng rất là gọi là khác nhau. Cổ động viên Hà Nội đương nhiên nhìn cảnh tượng đấy thì không thể nào vui được, đúng không ạ? Còn cổ động viên Hải Phòng dù gọi là có nhờ người vào cổ vũ hay là gọi là đấy cái gọi là kiểu nhờ anh em họ hàng ở các tỉnh khác các cổ vũ hoặc là xem qua màn ảnh nhỏ thì cũng đều rất là cảm xúc. Dù là trận đấu là bị gián đoạn rất là dài, đúng không ạ? 40 phút. Đấy, 40 phút gần một hiệp đấu. Đấy, và khi quay trở lại thì Hải Phòng vẫn thể hiện được cái khát khao và cái thời điểm mà họ bị dẫn trước hay là hai thời điểm mà họ bị thổi phạt đền là tôi thấy rằng là nếu mà nhiều câu lạc bộ khác là họ có thể sẽ gặp vấn đề tâm lý đấy. Đúng. Nhưng mà Đình Triệu cản phá được quả phạt đền của Văn Quyết và sau đấy thì một mạch những cái giây phút rất là cảm xúc của Hải Phòng. Quay trở lại với trường hợp của anh Tết vừa chia sẻ là Hoàng Nam, đúng không? Lương Hoàng Nam. Đúng rồi, Lương Hoàng Nam thì đây cũng là một trong rất nhiều các con người mùa giải hôm nay đến với Hải Phòng thôi, hoặc là đang mì chính ở Hải Phòng ở mùa giải này. Chúng ta thấy rằng là thứ nhất, họ là những con người trước đó như anh chia sẻ là đứng trước nguy cơ giải nghệ thất sủng hoặc thậm chí có những người như Lam như bạn Nam ở nhà là về đá phủi rồi. Đúng rồi, nói thật luôn, ở nhiều câu lạc bộ khác như trường hợp của bạn nhiều trọng người đại lựa chọn đá phủi là trọng đại, đúng không? Kể cả Xuân Trường cũng đã đánh mất phong độ trong một thời gian. Mạnh Hùng rồi Hữu Sơn, rất nhiều những cái tên
Nhưng năm nay trong bàn tay anh em hay nói là của Sơn Nghiêm, đúng không ạ? Tất cả đều nổi lên và thi đấu với một cái tinh thần rất là cao. Chúng ta cũng đều biết được là trong đội hình của họ, nếu mà nói là ngôi sao nào nổi bật thì thực sự là cũng không có ngôi sao nào. Không có, không có. Đúng rồi. Không có một ngôi sao nào quá nổi bật, nhưng cái tập thể mà huấn luyện viên Chu Huỳnh Nghiêm mang đến sân hàng đẫy, cái lối chơi ông mang đến thì thực sự là rất là đáng để mạch lạc, rõ ràng và cũng rất máu lửa, đúng không ạ? Có những cầu thủ chưa chắc họ đã là gốc Hải Phòng đâu, nhưng vào sân thi đấu rất máu lửa. Kể cả Hoàng Nam ngày hôm qua, một cầu thủ mà có chiều cao khiêm tốn nhất đội, nhưng mà ghi bàn thì anh lại ghi bàn theo phong cách là khó nhất đối với một cầu thủ của chiều cao như đánh đầu. Đánh đầu luôn, đúng không? Đấy. Hay là Lucao chẳng hạn, một ngoại binh mà đã từng gọi là Hà Nội đã từng nghi ngờ mặt chuyên môn đi, anh đã tỏa sáng với một cú hat-trick. Đấy thì đấy là cái theo em là một cái để chúng ta nhìn rõ hơn về năng lực chuyên môn của huấn luyện viên Chu Huỳnh Nghiêm. Thực ra hôm qua thì trong buổi họp báo của huấn luyện viên Chu Huỳnh Nghiêm cũng tỏ ra khá là khiêm tốn khi mà nói rằng là cái bước ngoặt của trận đấu nó đến từ cái việc là Văn Quyết sút hỏng quả đá hỏng phạt đền penalty. Nhưng mà thực ra ấy thì đương nhiên là chúng ta nhìn thấy là hôm qua Hà Nội FC chơi chưa được tốt, và chắc chắn là khi một đội bóng thua thì người ta sẽ nhìn thấy là một đội bóng mạnh thua ấy, thì người sẽ thấy được rất nhiều vấn đề. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải thừa nhận là dưới bàn tay của huấn luyện viên Chu Huỳnh Nghiêm, mà với những con người như thế thì phải thừa nhận là huấn luyện viên người Thanh Hóa này dẫn dắt rất hay. Trên một diễn đàn của tôi nhớ là của một hội cổ động viên khác tại V-League, phải dành những lời khen có cánh cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, thừa nhận là không nghĩ rằng những cái con người như kiểu là Lương Hoàng Nam, Hồ Minh Dĩ đấy mà dưới bàn tay của huấn luyện viên là lại có thể thi đấu hay và gọi là tự tin đến như thế, đặc biệt là trước một cái đội bóng như Hà Nội FC. Nhiều khi chúng ta thấy là một số những cầu thủ có chia sẻ rằng là có một thời gian là gặp Hà Nội FC chưa đá đã thấy sợ rồi, vì cảm thấy họ tự tin quá, họ hay quá. Và họ không khác gì một đội bóng như kiểu là Bayern Munich của giải vô địch quốc gia Đức ấy. Tức là họ quá mạnh, quá khác biệt so với phần còn lại. Đấy, thì cũng thêm một câu chuyện nữa mà tôi cũng mới được nghe trước khi bước vào buổi talk này. Đó chính là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tâm sự rằng có một điều ông đáng tiếc nhất là lúc này người duy nhất ông chưa thực sự giúp anh ấy trở lại được cái phong độ, đó chính là cầu thủ Lương Xuân Trường. Ở các cầu thủ khác thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng có chia sẻ với cả những người bạn rằng là các cầu thủ Lương Hoàng Nam, Hồ Minh Dĩ hay là Lucao các thứ đều có những cái tố chất riêng, và không ai nghĩ là một cầu thủ như Lương Hoàng Nam lại có thể chơi cả vị trí hậu vệ cánh hay là vị trí tiền vệ trung tâm tốt như thế. Thì ông nhìn thấy cái tố chất của cầu thủ này. Đây cũng là một cầu thủ mà thi đấu tại vòng chung kết của U20 World Cup cùng lứa trọng đại, một cầu thủ mà được rất nhiều người yêu quý. Thì có một cái điều ông đáng tiếc nhất là Xuân Trường là cái trường hợp mà tôi cũng đã được biết là Xuân Trường trong các cái buổi tập ấy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có yêu cầu bạn này xử lý bước một nhanh hơn nữa. Tức là cái vấn đề xử lý bước một của Xuân Trường nó đang bị chậm. Tức là bởi vì Xuân Trường quá nắn nót trong những đường truyền, nên là những cái pha đỡ bước một của Xuân Trường cần phải chỉnh chu thì mới có thể tung ra một đường truyền chuẩn được. Nhưng vô hình chung nó lại tạo ra một cái sự chậm chạp trong cái cách vận hành lối chơi, và có lẽ đây là điều mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang đau đầu để gọi là giúp cho Xuân Trường có thể trở lại. Tôi nghĩ rằng nếu như mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đau đáu như thế và cộng với sự quyết tâm, và đặc biệt là nếu như Xuân Trường cũng thực sự mong muốn khát khao trở lại đỉnh cao, thì tôi nghĩ rằng Hải Phòng sẽ sớm muộn cũng sẽ có lại được một tiền vệ thuộc dạng tài hoa của bóng đá Việt Nam. Và đấy là một cái chia sẻ, và cho đến bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ rằng là nếu như bây giờ mà cả Trọng Đại, cả Xuân Trường, thậm chí là cả Lương Hoàng Nam, Hồ Minh Dĩ, những cầu thủ mà có cái nhãn quan chiến thuật rất là tốt được cùng nhau thi đấu ở trên sân và với phong độ cao nhất, thì không, thực sự Hải Phòng là một đội bóng không phải đơn giản đâu, đá gờm hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Đúng rồi, nếu mà những cầu thủ mà anh vừa nêu mà gọi là thi đấu với đúng với tiềm năng của họ từ thời mà cách đây 3-4 năm chúng ta kỳ vọng, thì chắc chắn là huấn luyện viên Chu Huỳnh Nghiêm sẽ còn vui hơn nữa và Hải Phòng sẽ mạnh hơn nữa. Có một vấn đề là quay trở lại với cái cột mốc là hơn 10 năm Hải Phòng mới có thể đánh bại được đội chủ nhà Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Đúng ạ. Trước đấy thì chúng ta biết được là những chuyến làm khách tại Hàng Đẫy để mà giành chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội với binh hùng tướng mạnh thì nó
với Hải Phòng thì đương nhiên cổ động viên thì họ luôn luôn biết cách làm nóng trận đấu. Đúng. Nhưng mà trong thâm tâm chúng ta đều biết đấy hầu hết chỉ xem là giấc mơ thôi. Đúng không? Một ca khúc của Chu Bin. Đấy. Ừ. Nhưng mà đến ngày vừa rồi, trận đấu vừa rồi là giấc mơ đấy đã thành hiện thực luôn. Và với nhiều cổ động viên và trong đó có các huấn luyện viên online ấy, thì đấy là một cái sự mà thừa nhận đối với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm về tài cầm quân của ông. Trước đó khi ông ở Hà Nội thì có rất nhiều những câu chuyện, tức là có những ý kiến chưa phục, chưa thuyết phục được họ là đây là một huấn luyện viên có tài. Đúng rồi. Khi mà Hà Nội thời điểm mà ông Chu Đình Nghiêm cầm vô địch V-League rất là nhiều, đá AFC Cup xanh chín luôn, lọt rất là sâu, đúng không ạ? Và sở hữu rất nhiều những tuyển thủ quốc gia. Đúng. Họ cho rằng một là đội hình của Hà Nội quá mạnh, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang sở hữu trong tay những con bài tốt nhất. Hai nữa có những cái thông tin bên lề thôi, từ việc là liên quan đến việc là có sự hỗ trợ từ Bầu Hiển, trọng tài, hỗ trợ của trọng tài. Nhưng khi mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn là ông thôi, không phải ai khác, về với Hải Phòng với những con người phải nói rằng là chúng ta tưởng như đã quên rồi. Đúng rồi. Chúng ta tưởng như đã quên rồi, hoặc là có nhiều người còn khán giả không biết, thì ông lại khiến cho tất cả phải ngả mũ thán phục, như anh nói là diễn đàn của một hội cổ động viên khác đã dùng cái cụm từ ngả mũ kính phục trước Sơ Nghiêm. Mà tôi nghĩ là Hà Nội FC ấy, có thể tiếc nhiều người. Đúng rồi. Nhưng mà riêng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là tiếc nhất. Tiếc. Bởi vì là các bạn thấy là sau một quãng thời gian đi tìm huấn luyện viên, cả bao nhiêu huấn luyện viên ngoại đến đều không biết cách làm sao để vận hành được một cái đội bóng như thế. Mà đấy, người ta ngày xưa cứ hoài nghi về cái năng lực của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, như Tuyền nói, nghĩ rằng là nhiều ngôi sao thì đương nhiên là làm tốt. Nhưng mà đâu phải như thế. Rồi. Vẫn rất nhiều ngôi sao, thậm chí là có rất nhiều những ngoại binh đến từ châu Âu, CV rất đẹp, nhưng mà các huấn luyện viên đến đây đều là những huấn luyện viên rất là CV đẹp luôn, nhưng mà đều thất bại trong phòng thay đồ, kể cả thất bại trong phòng thay đồ, thất bại kể cả chuyên môn nhất là chính huấn luyện viên Badovic, Badovic là thất bại tại AFC Champions League sau rất nhiều kỳ vọng, mang về rất nhiều tây và có trận đấu là sử dụng là 6 tây. Đấy. Đấy, và chúng ta vẫn thất bại, và sau đấy thì chúng ta đều biết bây giờ là huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội bây giờ đang chỉ là tạm thời thôi. Họ vẫn đang tìm kiếm. Thực ra tôi thấy như này, có một chút gọi là tâm linh một chút thôi. Có lẽ cái ngày hôm qua, cái ngày mà bóng đèn trên sân vận động tắt điện, nó tắt điện ấy, cũng báo hiệu cho khán giả cũng như là những ai yêu bóng đá Việt Nam thấy rằng là đã đến lúc mà Hà Nội FC cần phải thay được dàn đèn mới. Tức là thay rất nhiều những cái gì đó mới mẻ, từ băng ghế chỉ đạo đến kể cả cách chơi, cách vận hành. Một đội bóng có lẽ là đã trải qua một cái chu kỳ thành công quá lâu rồi, thì tôi nghĩ là đã đến lúc mà dàn đèn trên sân cũng phải chỉnh đốn lại, và con người của câu lạc bộ cũng sẽ phải xem xét lại để làm sao mà tiếp tục tìm đến những chiến thắng. Có lẽ là cái đồ thị hình sin cho bóng đá nó đúng các bạn ạ. Đội Hà Nội nó đi lên rồi. Đang lên rồi. Thì bây giờ sau một quãng thời gian, khi mà nhiều yếu tố, kể cả việc Hà Nội, câu lạc bộ Công an Hà Nội, họ có mặt, bỗng nhiên có mặt tại V-League, rồi họ lấy đi một số những cầu thủ nhân tài như Bùi Hoàng Việt Anh, như Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC, cũng là một cái điều gì đó khiến cho kể cả Thành Lương ra đi cũng đã báo hiệu cho chúng ta thấy là đã lúc chu kỳ của Hà Nội FC đi xuống. Tôi nghĩ là thế. Chắc chắn là như vậy, và bây giờ cần phải có sự thay đổi. Có điều là một đội bóng lớn thì họ phải luôn biết cách là làm cái chu kỳ, cái quá trình đấy nó ngắn đi thôi. Đúng không? Chứ còn đội bóng nào cũng sẽ phải đối mặt với cái chu kỳ đi xuống ấy thôi. Giống như kiểu MU ấy, bây giờ mãi chưa lên được. Đấy, sau thời xưa Lake là đến gọi là vừa rồi là có một kỷ lục khá là buồn là số trận thua của toàn bộ các huấn luyện viên sau thời xưa Lake là bằng luôn số trận đấy. Thua. Đấy. Của Sir Alex trong xuyên suốt mấy chục năm mà ông dẫn dắt. Hôm qua cũng có trận. Thực ra đây là kênh Hậu Trường Thể Thao, chúng ta sẽ lan man một chút sang ngoại hạng Anh. Hôm qua chúng ta thấy là chu kỳ của MU vẫn chưa dừng lại các bạn ạ. Và đấy, mà hôm qua là Derby Thành Man đúng không ạ? Là cũng thất bại luôn. Và phải nói thật là cái chuyện đấy với những fan MU như bọn tôi thì nó là bình thường, chả có gì ở lạ cả. Gặp Man City thì đá như thế thì cũng đúng rồi. Đấy, thì quay trở lại một chút với cả bóng đá trong nước thì chúng ta đã thấy rằng là đấy là năng lực của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nếu như gạt bỏ tất cả những yếu tố khác, chỉ tính chuyên môn, thì đây là một huấn luyện viên thực sự đã khẳng định được tài năng của mình. Thực ra tôi cũng rất là hy vọng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đưa Hải Phòng giành được nhiều danh hiệu vô địch V-League. Đương nhiên là nói điều này thì có thể nó hơi xa vời một chút. Thực ra con người của Hải Phòng, cái lực của con người ở để mà đi một cái giải đấu đường dài ấy, nó khó. Nhưng mà tôi vẫn mong nếu mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm làm được điều đó ấy, thì rất có thể ông sẽ là một trong những ứng cử viên của chiếc ghế nóng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam
Và nếu như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mà được làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thì tôi nghĩ nó sẽ là một cái chu kỳ hoàn toàn mới của bóng đá Việt Nam sau rất nhiều những huấn luyện viên nội rồi. Thì bây giờ rất nhiều huấn luyện viên ngoại rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với huấn luyện viên nội xem sao. Bởi vì thực ra nói gì nói, một đội bóng quốc gia mà có được một huấn luyện viên nội tốt thì người ta sẽ hiểu rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là đỡ tốn thêm một cái suất viên dịch này, đúng không? Đúng rồi. Thứ hai là hiểu tâm tư sinh lý của các cầu thủ, đặc tính của các cầu thủ, hiểu kiểu của người Việt Nam nó sẽ như thế nào, ăn lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ, đi chơi ra làm sao, ăn uống các món ăn gì nó hợp khẩu vị. Rồi là các cầu thủ nó cũng sẽ có sự quen thuộc. Thế thì tôi nghĩ là cũng rất đáng chờ đợi. Và tôi rất mong là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, đây sẽ là cái trận thắng với Hà Nội FC, nó sẽ là cái bước chạy đà để cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cùng Hải Phòng có thể vô địch V-League. Có một cái điều mà chia sẻ thêm với mọi người, đấy là về việc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ấy, là ông không chỉ theo dõi bóng đá ở khu vực đâu. Tôi đi World Cup 2022 Qatar là hơn một tháng thì mình có gặp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là từ đâu đó, là từ vòng tứ kết hay gì đấy. Ông cũng sang đấy à? Ông sang đấy cùng với cả chủ tịch của câu lạc bộ Hải Phòng theo dõi khá nhiều trận đấu trực tiếp tại sân. Và theo tôi được biết ý, thì là ông cũng theo dõi không chỉ là một với tư cách một khán giả mà là một nhà chuyên môn, tức là ông cũng muốn theo dõi xem là các nhà cầm quân khác họ vận dụng lối chơi như thế nào và cách bày binh bố trận ra sao, có gì mới mẻ hay không, tức là không chỉ là quan sát qua màn hình TV như chúng ta vẫn theo dõi những trận đấu ngoại ngành hay là Champions League, mà ông đến tận nơi ông quan sát cả việc là huấn luyện viên họ chỉ đạo như nào, cách thay người ra sao, cách vận hành của một đội tuyển. Và chúng ta đều biết được là ở World Cup thì đương nhiên là hội tụ những cầu thủ hay nhất thế giới, đúng không? Những cái lối chơi mà hiện đại nhất thế giới. Và chúng ta thấy là Argentina lên ngôi vô địch thì chắc chắn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có những cái quan sát và cả những cái bài học. Đương nhiên nó là một cái tầm rất là khác so với cả bóng đá nội, nhưng có những cái mà ông có thể áp dụng được. Vẫn học được chứ. Thực ra tôi cả Tuyền đi với nhau rất nhiều chuyến rồi. Nói là để đi để biết thì là một phần thôi. Nhưng rõ ràng chúng ta đi để chúng ta học hỏi được. Và chắc chắn là trong quá trình sau khi mà chúng ta trở về, chúng ta đã áp dụng được rất nhiều thứ vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đấy, tôi nói ví dụ như cái việc mà trước đây thì không biết Tuyền như nào, chứ tôi đi ra ngoài đường ấy, có nhiều khi mà tôi hay vứt rác bừa bãi lắm. Thật sự là như thế. Nhưng mà ngay sau khi mà mình đi các cái nước lớn, đặc biệt là ví dụ như vừa rồi tôi đi Hàn Quốc, thực sự tôi thấy trên đường phố của họ cái việc vứt cái việc rác rưởi nó gần như không có. Chỉ có những chiếc lá rụng thì đương nhiên là nó phải từ từ nó mới quét được. Thì tôi thấy là đấy là một trong những thứ mà mình cần phải thực sự đẩy cao cái ý thức của mình lên. Muốn đường phố sạch sẽ thì chắc chắn chúng ta những hành động nhỏ thôi chúng ta sẽ phải chỉnh đốn lại. Và đấy, nếu như chúng ta không đi thì chúng ta không bao giờ chúng ta biết được là đường phố thực sự sạch sẽ như thế. Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là ít nhiều chúng ta sẽ học hỏi được. Tôi tin là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là một cái người cầu thị và muốn có một cái sự nghiệp thì chắc chắn là ông sẽ phải học hỏi rất nhiều. Và những cái chuyến đi World Cup vừa rồi thì có lẽ là ông sẽ nhìn ra một điều gì đó có thể áp dụng được vào cái cách dẫn dắt của ông. Người ta vẫn nói rằng một nền bóng đá mà muốn đi World Cup ấy, thì ít nhất là huấn luyện viên của họ phải tới để theo dõi những trận đấu World Cup đã. Đúng. Thì cái này mình đánh giá huấn luyện viên Chu Nghiêm cũng là một người mà ông cũng dành thời gian để trau dồi rất là nhiều, chứ không chỉ là tập trung huấn luyện riêng cho các cầu thủ hay gì đấy. Thì đấy là câu chuyện của huấn luyện viên Chu Nghiêm. Thì anh Tết có nhắc đến đội tuyển quốc gia. Thế thì tháng 11 này thì chúng ta cũng bắt đầu giải đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Chu Dê rồi, trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Thì hiện tại thì những cái thông tin xung quanh về tình hình nhân sự đang có vẻ như là đang hơi thiếu tích cực một chút. Nói thật là Quang Hải thì dính chấn thương ở trận đấu với cả UZB. Văn Hậu thì vẫn dính chấn thương từ cuối mùa trước. Đấy, và đến thời điểm hiện tại thì theo thông tin mà chúng tôi cập nhật được thì hai cầu thủ này sẽ cần thêm thời gian, bởi vì chấn thương của họ là sẽ nặng hơn dự kiến mà chúng ta biết được trước đó. Có nghĩa là nguy cơ là họ sẽ vắng mặt tại đội tuyển Việt Nam tại hai trận đấu vào tháng 11. Đấy, thì bản thân anh Tết đánh giá như thế nào khi mà Quang Hải là một cầu thủ mà từ khi anh trở về V-League thì anh cũng chưa tìm lại được phong độ tốt nhất, nhưng vẫn luôn được huấn luyện viên Chu Dê tin tưởng. Còn Văn Hậu thì đã khẳng định được tài năng rồi. Em nghĩ rằng nếu như Văn Hậu khỏe mạnh và thi đấu bình thường thì chắc chắn là có một suất lên thuyền vào thời điểm này, bởi vì anh ta vẫn đang là cầu thủ rất là tốt, thích nghi với mọi loại hình chiến thuật rất là ok. Thực ra thì đây là hai cầu thủ mà có lẽ chúng ta mỗi lần hội quân của đội tuyển thì chắc là chúng ta nghĩ là luôn luôn họ sẽ có mặt thôi. Chính vì thế mà cái việc mà họ sẽ vắng mặt trong hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, một cái vòng loại mà chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng, bởi vì như các bạn đã biết là huấn luyện viên Chu Dê đến với bóng đá Việt Nam với cái mục tiêu là đi đến vòng chung kết World Cup.
Và để đến vòng chung kết thì chúng ta phải vượt qua những vòng loại như này đã. Và cái việc vắng mặt đi hai cầu thủ được coi là xuất sắc của bóng đá Việt Nam như Quang Hải và Văn Hậu chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn. Như chúng ta nhìn thấy là cái trận đấu của chúng ta gặp những đối thủ như Trung Quốc, như Uzbekistan hay là hợp Hàn Quốc ấy, thì cái vị trí hậu vệ cánh trái nó là một cái bài toán mà huấn luyện viên Chu Gia đã thử nghiệm rất nhiều con người. Đấy, kể cả Minh Trọng, kể cả Triệu Việt Hưng, Phan Tuấn Tài, Quất Văn Khang, bốn người ít nhất là như thế. Tôi nghĩ rằng đều không thực sự thành công. Và chắc chắn là cái tên Đoàn Văn Hậu là sáng giá hơn cả. Thực ra chưa kể còn một cầu thủ nữa hoàn toàn có thể lên tuyển, nhưng không biết vì lý do nào đó là ông Chu Dê ông ấy không gọi. Đó là hai trường hợp, không phải một mà hai, mà đó là trường hợp của Văn Thanh và trường hợp của Hồng Duy. Hồng Duy thuần cánh trái, Văn Thanh thì hoàn toàn có thể chơi hậu vệ cánh trái được. Thì đó là hai cầu thủ mà tôi cũng cảm thấy là có lẽ lần này nên gọi lên để những cầu thủ đó chứng minh lại xem họ có thực sự là phù hợp với chiến lý mới không và khỏa lấp được cái vị trí của Văn Hậu hay không. Đấy, thì cái việc mà Văn Hậu vắng mặt này, tôi nghĩ rằng nếu như không gọi những cái cầu thủ như Văn Thanh, Hồng Duy lên ấy, và vẫn cố gắng sử dụng những cầu thủ như Triệu Việt Hưng hay là Minh Trọng ấy, thì tôi nghĩ thực sự cánh trái của chúng ta ở đội tuyển sẽ là một cái điểm yếu rất lớn. Và các cầu thủ như sắp tới chúng ta sẽ gặp Philippines hay là Iraq, người ta sẽ xem theo dõi qua băng hình các cái trận đấu và chắc chắn là họ sẽ quét rất sâu vào những cái vị trí đấy. Còn lại cái vị trí của Quang Hải thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là Quang Hải bây giờ cần phải thực sự khỏe mạnh để làm sao có được một phong độ tốt nhất. Vì rõ ràng các bạn đã thấy là trong quãng thời gian mà Quang Hải sau khi trở về từ nước Pháp ấy, thi đấu cho Công Hà Nội, thì cái cảm giác bóng của Quang Hải nó vẫn gặp rất nhiều những vấn đề. Và Quang Hải tìm kiếm những cái bàn thắng đẳng cấp, tìm kiếm những đường chuyền hay, nó thực sự thi trả nó vụt sáng lên thôi. Tức là ở Quang Hải thì chúng ta vẫn nhận thấy đây là một cầu thủ rất đặc biệt. Người ta bảo rồi, phong độ là nhất thời và đỉnh cao là mãi mãi. Đẳng cấp là mãi mãi. Đẳng cấp là mãi mãi. Thì cái phong độ của Quang Hải tôi nghĩ rằng nó đang đi xuống. Và để thực sự Quang Hải có thể trở lại, nó là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng chỉ Quang Hải có thể giải quyết được thôi. Còn để khỏa lấp cái vị trí của Quang Hải, vừa rồi thì tôi nói về cái việc là khỏa lấp cái vị trí của Văn Hậu thì sẽ có hai phương án. Nhưng bây giờ để khỏa lấp cái vị trí của Quang Hải thì thực sự là tôi thấy chưa có một cái cầu thủ nào mà có cảm giác chơi giống như thế cả. Có thể nó là chơi gọi là trùng vị trí thôi. Ví dụ như tôi thấy có Tuấn Hải là một cầu thủ chơi rất cơ động, nhưng nó cũng không phải là một cầu thủ chơi thiên về cái phong cách gọi là kiến tạo, xử lý bóng kỹ thuật. Đâu đó ở đây chúng ta thấy có trường hợp của Tuấn Anh, nhưng mà là Tuấn Anh lại bây giờ lại được huấn luyện viên Chu Dê đẩy lùi khá sâu để thu hồi bóng và tung ra những cái đường thoát pressing rồi sau đó là chia bài cho các cầu thủ. Thế còn lại ở vị trí tiền vệ tấn công như này thì chính ra tôi thấy Hoàng Đức lại là một cầu thủ có lẽ là phù hợp hơn cả để chám vào vị trí của Quang Hải. Tuy nhiên ông Chu Dê ông ấy lại, tôi nghĩ rằng ông ấy lại không sử dụng Hoàng Đức ở cái vị trí Quang Hải. Đúng, ông lại hay sử dụng vị trí tiền đạo ảo, thỉnh thoảng lại phải lùi về khu vực giữa sân. Thực ra đấy là những cái trận đấu mà chúng ta xem thì gặp những cái đối thủ nó hơi xương, ví dụ như Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Uzbekistan, thì tôi cũng đang rất là chờ đợi xem là trận đấu sắp tới mà gặp Philippines thì không biết được là ai sẽ là những người thay thế cho những cái vị trí này, và không biết được là ai sẽ thi đấu hậu vệ cánh trái, ai sẽ thi đấu ở vị trí gọi là tiền vệ tấn công. Đó là cái bài toán mà tôi nghĩ rằng là việc vắng Quang Hải và Văn Hậu sẽ là một trong những cái bài toán mà khó giải của huấn luyện viên Chu Dê. Từ giờ đến tháng 11 thì chỉ có những trận đấu V-League thôi để các cầu thủ chứng minh. Tuần sau thôi, còn đúng trận tuần sau. Đấy. Là sau đó đội V-League sẽ nghỉ và đội tuyển hội quân. Cái câu chuyện anh vừa nhắc đến Hoàng Đức thì Hoàng Đức rõ ràng là trong thời gian vừa rồi kể cả máu tuyển và mới nhất là kể cả trong máu của Viettel thì Hoàng Đức vẫn luôn là một nhân tố tỏa sáng và phong độ rất là tốt. Gần đây thì thực sự là cái hình ảnh Hoàng Đức bị chấn thương trong trận đấu gặp Thanh Hóa đúng không? Lên cáng. Đấy, trận đấu đấy rất lo lắng và thậm chí là khi mà mẹ của Hoàng Đức xuống cả tận đấy chỗ cabin để động viên thì chúng ta thấy rất là lo lắng. Rất là lo lắng về việc thậm chí đối thủ. Đúng rồi, đối thủ huấn luyện viên bốp thế thôi, cũng phải sang để gửi những lời động viên đến với Hoàng Đức. Bởi vì ai cũng sợ là nếu như Hoàng Đức mà đứt dây chằng thì cái nguy cơ nghỉ cả mùa của Viettel là thiệt hại cho đội tuyển, cũng sẽ thiệt hại luôn. Nhưng rất may là cái chấn thương của Hoàng Đức thì lại không phải đứt dây chằng mà nó không phải là một chấn thương gì đó quá nghiêm trọng. Thực sự đây là một điều may mắn dành cho câu lạc bộ Viettel.
như huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ đã chia sẻ đúng không ạ? Thầy Bảo Khanh, huấn luyện viên đã chia sẻ là may mắn khi mà không có vấn đề gì quá nghiêm trọng Hoàng Đức, và với huấn luyện viên Chu Dê cũng vậy thôi. Chứ hôm đấy là thầy Chu ở trên là nhìn trông là mặt hơi tái đấy. Tái. Bởi vì là Hoàng Đức hiện tại là cầu thủ quá quan trọng trong cái lối chơi của ông. Như hôm trước tôi cũng có chia sẻ trong một diễn đàn ấy là ở trong những cái gần hội quân vừa rồi thì Hoàng Đức được gọi vào nói chuyện riêng. Chắc chắn là những câu chuyện về chuyên môn, và không có một cầu thủ nào được gọi vào nói chuyện riêng như thế. Và đội ngũ ban huấn luyện phải hỏi Hoàng Đức rất là kỹ xem là tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ rồi các thứ. Những vấn đề là Hoàng Đức cảm thấy rất là bình thường. Không có một vấn đề gì lo về vấn đề tâm lý cả. Thực ra tôi nghĩ là ở một cái độ tuổi như Hoàng Đức thì bóng đá lúc này đang là số 1, và đầu óc của bạn ấy sẽ phải cống hiến toàn bộ cho câu lạc bộ cũng như là cho đội tuyển quốc gia. Cho nên là mọi người đừng lo, chắc chắn Hoàng Đức sẽ thi đấu hết mình cho cả Viettel cũng như cho đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ mà trong trận đấu gần nhất của đội tuyển thì anh vẫn chơi sáng nước dù là chúng ta thất bại rất là nặng trước Hàn Quốc đúng không ạ? Đấy là một cái mà chúng tôi ghi nhận là Hoàng Đức đã có sự phát triển rất là vượt bậc trong suốt quãng thời gian vừa qua, không chỉ và gọi là trong thời gian ngắn đâu. Và anh chắc chắn như chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần rồi thì năm nay ứng viên của bóng vàng số 1 vẫn là Hoàng Đức. Đúng. Nói về quả bóng vàng thì thực ra lúc này đang gây tranh cãi. Đúng rồi, quả bóng vàng của chúng ta gây tranh cãi bởi vì nhìn danh sách anh Tẹn thấy là chúng ta thấy rằng mà tôi đã chuẩn bị sẵn cái danh sách anh để ứng viên. Tôi đọc lại cho đúng các bạn rồi, để những, các bạn những ứng viên, những ứng viên. Để các bạn có thể hình dung xem là đề cử của bóng vàng nam: Nguyễn Tuấn Anh. Rồi. Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Tuấn Tài, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tuấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hải Huy, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Trần Nguyên Mạnh, Lâm Ti Phong và Hoàng Vũ Sam Sơn. Rồi. Như vậy là đầu tiên chúng ta đến với huấn luyện viên của Viettel đã. Ông cũng đã nhận định là Hoàng Đức là số 1. Nhưng nếu như ngoài Hoàng Đức ra thì huấn luyện viên Thầy Quảng Khanh cũng chia sẻ thêm là Đức Chiến. Cũng là một cầu thủ mà mùa rồi anh ta thi đấu rất hay, rất bùng nổ, có tên chứ, có tên. À Đức Chiến có tên. Đấy. À đúng. Đúng có tên. Đấy, rồi đến bên tiếp tục là gì? Ở câu lạc bộ Thanh Hóa thì họ cũng cho rằng là Lâm Ti Phong cũng là một cầu thủ hay đi. Đúng. Nhưng bản thân họ cũng cho rằng là Lâm Ti Phong khó cạnh tranh. Khó cạnh tranh, nhưng phải công nhận là anh ta có mùa giải cũng tốt với Thanh Thực Hóa. Thực ra ấy, cái việc mà được góp mặt trong cái đề cử của bóng vàng ấy. Đúng rồi. Nó cũng là một cái vinh dự rồi. Và đương nhiên là cái việc cạnh tranh, chúng ta nhìn thấy là có những cầu thủ là nó chỉ gọi là được góp mặt thôi, còn rất thua thiệt, nhưng mà vẫn phải cho vào, bởi vì đối chọi với họ, đối chọi với những người mà xứng đáng của thành quả bóng vàng ấy thì cũng phải là những người hay nhất của các câu lạc bộ. Chuẩn. Trong này thì cộng đồng mạng thực ra nói là như vậy, cộng đồng mạng đang tranh cãi nhất đấy là trường hợp của Quang Hải. Đúng. Khi mà Quang Hải mùa rồi phải nói thật là anh ta chưa đạt được những cái gì tốt nhất của Quang Hải trong áo của Hà Nội. Đấy, và thứ hai nữa là sự vắng mặt của đương kim của bóng vàng Văn Quyết. Đấy, thực tế mà nói đi, mùa giải vừa rồi nếu như chúng ta xét về chuyên môn nhé, anh ta nghỉ từng đấy trận. Nhưng mà anh ta vẫn top đầu ghi bàn, kể cả so với các cầu thủ nội được đá trong suốt quãng thời gian anh ta trêu dò. Anh ấy vẫn, tức là về mặt chuyên môn thì Văn Quyết rất là ok. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái án phạt đấy nó cũng ảnh hưởng một phần đến việc là đưa vào danh sách ứng viên. Nên theo tôi đây cũng có thể là một cái sự hợp lý đến từ phía ban tổ chức. Nhưng mà một vài trường hợp, ví dụ như mình vừa nêu là Quang Hải cũng chưa được sự là sắc nét, nhưng vẫn góp mặt trong cái danh sách, đúng không ạ? Em nghĩ kể cả bây giờ em hỏi Quang Hải thì Quang Hải cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Đúng rồi. Quang Hải bản thân bây giờ đang cố gắng để tìm lại những gì tốt nhất của Hải. Và đương nhiên những người như bọn tôi thì cũng luôn mong muốn là thấy một Quang Hải xuất sắc nhất. Đúng. Một cách gọi là thỏa mãn. Xứng đáng. Đúng không? Xứng đáng góp mặt trong danh sách này. Đấy, còn lại thì chúng ta thấy rằng Nguyên Mạnh cũng hay chứ. Đúng không? Nguyên Mạnh mùa rồi cứu rất nhiều bàn thua cho Thép Xanh. Tôi thấy thực ra ngoài cái trường hợp của Văn Quyết không có mặt ở đây ấy, đúng rồi, thì về cơ bản những cái con người mà góp mặt đây thì cũng đều là những người rất là hay của câu lạc bộ rồi. Có trường hợp của Hoàng Vũ Sam Sơn thì tôi nghĩ là đây là một cầu thủ mà đã quá nỗ lực của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nói không nếu tôi nhớ không nhầm thì Hoàng Vũ Sam Sơn tôi nghĩ chắc phải hơn 10 mùa đá cho V-League rồi, thi đấu quá là lâu và cũng là một trong những cầu thủ mà giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh ở lại V-League mùa này. Chú hạng. Còn lại thì thực sự là đấy là cầu thủ gọi là nhập tịch nhá. Còn lại toàn bộ các cầu thủ khác thì tôi nghĩ họ đều là những cái tên rất hay
Thì có trường hợp của Hải Huy của Hải Phòng cũng là một trong những trường hợp mà cũng chưa bao giờ được vào top các những cái cầu thủ rồi. Anh Hải Huy năm vừa rồi còn được gọi lên cả tuyển đấy, và được huấn luyện viên chú dê. Tức là đây là một cầu thủ theo kiểu năng lực thì ai cũng nhìn thấy, đúng rồi, nhưng mà cũng có vẻ vô duyên với tất cả những cái sự đỉnh cao nhất, kể bóng vàng hay V-League hay là hơi vô duyên. Nhưng mà được cái là trong năm vừa rồi thì với em ấy, thì là cầu thủ Hải Huy được khán giả biết đến nhiều, yêu và yêu mến bởi cái năng lực chuyên môn ấy, đúng không? Đấy, khi đặc biệt là Hải Phòng, cho nhìn thấy Hải Huy, đặc biệt là cái thời điểm mà Moses ông ấy đi, anh Hải Huy mình ở giữa là đúng đấy, lúc đấy rất là tưởng như không gánh được, đấy vẫn gánh bình thường, vẫn gánh luôn. À, còn lại thì thực ra cái trường hợp của Văn Quyết thì tôi nghĩ là nếu xét một cách công bằng thì Văn Quyết vẫn xứng đáng. Ít nhất là có tên đã. Ít nhất là phải có tên trong đây. Có thể đến lúc mà chọn ra những cái tên cuối cùng 5 người thì Văn Quyết có thể là không được lựa chọn. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà không chọn Văn Quyết ở trong cái danh sách quả bóng vàng, bởi vì thực ra quả bóng vàng ấy, suy cho cùng từ trên thế giới lẫn cả ở Việt Nam, nó phụ thuộc vào các cái đóng góp của mình cho câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia. Đúng rồi. Thì thực ra cái năm vừa rồi đội tuyển quốc gia không có một cái gì nó có nổi bật cả, thì chỉ còn câu lạc bộ thôi. Chính vì thế mà chúng ta thấy là nếu mà đóng góp cho câu lạc bộ thì Văn Quyết đóng góp nhiều chứ. Nhiều. Sau khi trở lại từ án treo giò thì Văn Quyết là một trong những cái cầu thủ mà chơi hay nhất bên phía Hà Nội FC. Đúng. Còn ai ngoài Văn Quyết nữa? Đấy, chính vì thế mà thực sự ban tổ chức có lẽ là không hiểu là một lý do gì nào đó mà Văn Quyết không thể có mặt ở trong cái đấy. Thì theo em là có cái án treo giò đấy thì là chỉ có lý do đấy thôi. Đúng rồi. Còn Hà Nội thì ngoài Văn Quyết thì có Duy Mạnh cũng có một mùa giải. Tuấn Hải đấy là những cầu thủ mà khá nổi bật trong cái giai đoạn vừa rồi. Tôi nghĩ là nay chắc Hoàng Đức cũng là một cái đúng rồi. Cái Hoàng tên Đức, Hoàng khó thể là mà thoát khỏi bóng vàng lắm. Hoàng Đức thì nếu mà năm nay mà giành quả bóng vàng lần hai là lần sẽ là thứ hai Hoàng Đức nhận quả bóng vàng. Thời điểm hiện tại nói về Hoàng Đức thì chúng tôi đã có một cái talk show riêng rồi, mọi người cũng có thể theo dõi lại trên Hậu Trường Thể Thao về những câu chuyện của Hoàng Đức. Đấy, nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nói thêm việc là cái đẳng cấp của Hoàng Đức thì thực sự là bây giờ đang top, trên top ở Việt Nam. Đấy. Thực ra là Hoàng Đức hiện tại bây giờ ấy chuyên môn thừa nhận, khán giả yêu mến và thậm chí là bây giờ các câu lạc bộ nước ngoài đang rất khao khát. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là nếu như Hoàng Đức mà chọn một môi trường phù hợp thì có lẽ đây sẽ là một cái người mà người ta cảm thấy là có cái cửa nhất để có thể đóng kép chính trong một câu lạc bộ tại nước ngoài. Nó khác với các trường hợp trước đây sang nước ngoài. Thì nếu như mà Hoàng Đức giành quả bóng vàng này, sau đấy lại được Viettel đồng ý cho ra nước ngoài thi đấu nữa, thì tôi nghĩ là đây là một điều rất là tuyệt vời đối với cả cầu thủ người Hải Dương. Một cái năm ở độ 9 của Hoàng Đức, tức là với tiêu chí của bóng vàng theo em biết là đương nhiên về mặt chuyên môn chúng ta biết rồi, những con số thống kê, số bàn thắng của Hoàng Đức ở Viettel mùa V-League vừa rồi rất là ok. Đúng rồi. Thứ hai nữa, tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức trên lối chơi của Viettel là cũng rất rõ rệt. Đúng ạ, chúng ta cứ thấy Hoàng Đức là đóng vai trò đúng nhạc trưởng. Có một cái câu chuyện nhỏ thôi. Tôi chia sẻ với các bạn, thực ra có lẽ là mọi người chưa gặp gỡ Hoàng Đức ngoài đời nhiều. Tôi cũng không phải là người quá gần gũi với Hoàng Đức, nhưng mà cái hôm mà tôi ấn tượng với Hoàng Đức, tôi không nói về chuyên môn nữa vì chúng ta nhìn thấy quá nhiều cái màn trình diễn rồi, nhưng mà tôi nói về cuộc sống ở bên ngoài và cái cách bạn thể hiện một chút ở cuộc sống bên ngoài và cái gọi là tư cách của bạn ấy. Cái hôm mà anh cả em ấy đi tham dự cái trận đấu huyền thoại ở trong Sài Gòn ấy, thế hệ vàng ấy, trận đấy là Hoàng Đức cũng tham dự, thì trước cái trận đấu đấy, cái hôm mà ban tổ chức có phát áo cho các cái cựu cầu thủ đấy ở trong cái khách sạn ấy, thực ra Hoàng Đức cũng là một trong người được phát. Tuy nhiên Hoàng Đức biết phận mình là đàn em nên là Hoàng Đức trực tiếp cầm từng cái áo để ngăn nắp vào các cái vị trí cùng với cả anh Huỳnh Tấn Trí Thông, cũng là một cái người hậu cần. Tức là chỉ có hai người thôi, là anh Thông và Hoàng Đức. Và hôm đấy thực sự là nếu như các bạn có mặt đấy, các bạn sẽ không nghĩ rằng đấy là Hoàng Đức. Chắc chắn các bạn không nghĩ rằng đấy là Hoàng Đức. Các bạn sẽ nghĩ rằng đấy là một cái người nhân viên của ban tổ chức để đi xếp những cái áo, xếp những cái ba lô. Và đến lúc mà vào ăn thì thậm chí Hoàng Đức cũng rất là rụt rè, bởi vì kia là các anh các chú, những người thế hệ vàng, những người thế hệ huyền thoại. Thì Hoàng Đức là cái nghĩa cử và cái cách Hoàng Đức thể hiện ấy, nó khiến cho mình cảm thấy là cầu thủ này là một cầu thủ
rất là tôn sư trọng đạo và rất là biết mình ở vị trí nào. Thậm chí là Hoàng Đức, cái hôm mà tôi nhớ là tôi với cả một phóng viên phỏng vấn Hoàng Đức vào năm 2018, là tôi có hỏi Hoàng Đức là ở Viettel, ở Thể Công có anh Hồng Sơn, có anh Triệu Quang Hà, có anh Nguyễn Đức Thắng nổi tiếng như thế, em có thích hay không, em có biết hay không. Bản thân bạn ấy cũng nói rất thật, em bảo thực sự là lúc ấy em không biết. Thế nhưng mà khi mà gặp những cái người đấy, bạn ấy có thể bạn không biết thật, nhưng gặp những người đấy, bạn ấy vẫn thể hiện một cái thái độ rất là lễ phép. Và trong các cái cử chỉ đấy thì mình thấy rằng bạn này là bạn rất ngoan. Đấy là cái tôi nghĩ rằng là một cái tiền đề. Và thực ra là để có một cầu thủ hay, chất lượng và đặc biệt là cái tầm vóc mà muốn trở thành một cầu thủ lớn ấy, thì tôi nghĩ rằng những cái cử chỉ đấy nó là những cử chỉ tiêu biểu để chúng ta có thể nhìn thấy rằng tư cách cầu thủ này và cái cách sinh hoạt, lối suy nghĩ của cầu thủ này như thế nào. Nó chỉ qua những cái chi tiết nhỏ như thế thôi. Cái thế là rất quan trọng. Mình thì có cơ hội nói chuyện với Hoàng Đức nhiều hơn thì mình thấy rằng là ở cái môi trường với Hoàng Đức cũng rất là tốt. Đầu tiên là môi trường gia đình, bố mẹ Hoàng Đức, chị gái Hoàng Đức là những người rất là tuyệt vời, ủng hộ em trai hết mình. Chúng ta đều biết là cái sự ủng hộ đấy, sự ủng hộ quan trọng. Và thứ hai nữa là cái sự dạy dỗ của bố mẹ với Hoàng Đức, luôn luôn dạy Hoàng Đức là phải khiêm tốn. Từ nhỏ khi chưa phải là một cái gì cả cho đến thời điểm là một ngôi sao, mẹ Hoàng Đức và bố mẹ Hoàng Đức vẫn luôn chỉ dạy những điều đấy. Và thứ hai là môi trường huấn luyện ở Viettel, quân đội cũng giúp cho Hoàng Đức có được, em nghĩ là cũng có một cái nền nếp. Đúng rồi, nền nếp, một cái tính cách cũng rất là tốt, tuyệt vời, khiêm tốn. Gần đây thì anh em hay nói vui là Hoàng Đức đi G63 rồi đeo điện thoại tiền tỷ. Nhưng đúng, mà không đúng. Thực ra mình chỉ muốn nhấn mạnh ngày thêm này, mình thì mình không biết là Hoàng Đức có mua G63 không, mình không biết thật sự thông tin đấy. Nhưng như thế nào thì Hoàng Đức khi đi với mấy anh em vẫn rất khiêm tốn, luôn luôn là khiêm tốn và rất là nhẹ nhàng, không có một thể biểu hiện mình là ngôi sao và hay là chuẩn bị làm cầu thủ xuất ngoại. Đấy, tức là có những cầu thủ ở vị thế đấy, nó thật là mình không chê, nhưng khi mà họ ở cái vị thế có rất nhiều tiền, đúng không? Thì có thể là họ cũng sẽ có những cái ngôi sao một tí. Trong một cái diễn đàn gần nhất khi mà tôi theo dõi cái cuộc trò chuyện của cầu thủ Kevin De Bruyne, Boateng đã từng chơi bóng cho Bayern Munich, rất nhiều những cái đội bóng nổi tiếng, cầu thủ đấy chơi nhiều rồi. Thì cái kênh đấy là kênh của Rio Ferdinand. Thì Rio có hỏi là khi mà mày nhận được cái số tiền lớn, mày làm gì đầu tiên? Thì lúc ấy bạn này nói luôn là tôi đã mắc một sai lầm, tôi mua 3 con siêu xe luôn. Rồi. Tức là bạn ấy kể ra toàn Bugatti này, Ferrari với Rolls Royce. Lại khá là hết tiền. Tóm lại mua xong thì là hết sạch tiền. Thế xong rồi bảo là thế bố mẹ mày ở quê sống như nào? Thì bạn ấy chỉ gãi đầu. Tức là cái vấn đề của bạn những cái bạn mà như Kevin ấy, là bạn ấy thiếu một chút những cái nhận thức. Tức là lúc mà bạn được nhiều tiền thì quá nhỏ, thì bạn ấy thiếu một chút nhận thức. Thì rất may Hoàng Đức của chúng ta thì sống trong một cái môi trường như Tuyền nói rồi, Viettel, nề nếp, và chắc chắn là không có cơ hội để mua Bugatti. Thế còn đương nhiên là nếu như bây giờ bạn ấy có sử dụng những chiếc xe như thế thì tôi nghĩ rằng nó cũng chả ảnh hưởng gì đến bất cứ ai cả. Bạn ấy cũng không làm phật lòng bố mẹ, bạn ấy cũng không làm ảnh hưởng đến chúng ta và vẫn chơi bóng tốt cho đội tuyển Việt Nam. Và theo tôi được biết thì đây thông tin mà mua G63 thì tôi đã hỏi người đại diện của Hoàng Đức thì đây là thông tin không chính xác. Không chuẩn. Đấy thì tôi cũng đính chính lại cho mọi người. Mình thì mình chỉ biết được là trước khi mà mua xe, không phải G63 mà Đức thì cũng có Mẹc. Nhưng mà trước khi mua Mẹc thì Đức cũng đã cùng với gia đình để xây dựng cái căn nhà rất khang trang cho bố mẹ ở Hải Dương. Tiếp theo đó thì Đức đầu tư kinh doanh. Đấy, về một cái mà nói Đức rất là chiều fan. Tức là có những thời điểm mà Đức rảnh ấy, thì nhiều anh em có thể đi chơi hoặc là đi đâu đó, nhưng mà Đức thì lại hay về quê thăm bố mẹ này, rồi đến shop ký tặng hoặc là ký vào những cái sản phẩm áo của Hoàng Đức, những đồ thể thao mà Đức shop của Hoàng Đức bán. Có rất nhiều người bạn nữa. Đấy. Tranh thủ thời gian thường Đức còn đi giúp các người bạn để nhiều người cũng trong lĩnh vực kinh doanh ấy. Bạn rất hay đến ủng hộ bạn của Đức mà. Đúng rồi. Đức rất hay đến ủng hộ người cả ăn sáng hay là các thứ bạn, quán Đức chuẩn. Quán xá, ăn uống các thứ ủng hộ mà. Mọi người không biết là mọi người có biết idol của Đức không? Anh có biết idol của Đức là ai không? Không. Idol của Đức thì là cháu gái của Đức thôi. Mình lần nào về mình thấy Đức lên đăng story là cũng hay mua đấy. Mua quà. Quà đồ chơi cho cháu. Đấy, Đức gọi đến là idol đại ca ở nhà. Tất cả cũng thử phải nói thật với các bạn như này. Niềm vui thế thôi. Không, đang nói về chuyện xe cộ.
nếu như các bạn mua một con xe như con Mac ấy, thì tôi nghĩ đấy cũng không phải là cái chuyện gì nó to tát cả. Nếu như các bạn đi một con xe tốt, nó bảo vệ an toàn, bạn, an toàn. Các bạn lựa chọn một con xe như con Mac thì tôi nghĩ là đấy không phải là siêu xe, đấy là một chiếc xe giúp cho cá nhân bạn đi đường dài an toàn hơn, gia đình bạn ngồi chiếc xe đấy an toàn hơn, khung gầm chắc hơn. Chẳng lẽ tôi bảo đây là kênh xe cộ, đây không phải kênh xe cộ, đây là kênh nói về thể thao. Đúng rồi, thì nhưng mà đấy là những cái câu chuyện để các bạn hiểu thêm là chiếc xe nó đắt thì đương nhiên là nó sẽ tốt, tốt thì nó bảo vệ mình chứ cũng không phải là một cái gì nó quá to tát cả. Còn đương nhiên nếu như các bạn mua thực sự mua một con theo kiểu Ferrari hay là Bugatti thì chắc chắn đấy là siêu xe rồi. Đấy thì tôi nghĩ là Đức không phải là người muốn sở hữu những chiếc xe như thế, vì đi ở Việt Nam mà đi Bugatti ấy, thì tôi nghĩ là nó sập gầm mất, nó gầm rất là thấp, kể cả Ferrari cũng thế. Đấy, Đức thì còn rất nhiều những cái thú vui khác cơ. Thực ra game, nó, game rồi các cái thứ khác nó rất là gần gũi thôi, nó không phải là một cái gì đó kiểu sang chảnh là đi chỗ này chỗ kia đâu. Nhưng mà thôi đấy là cái vấn đề cuộc sống của Đức. Tôi nghĩ là để các bạn hiểu hơn thì sẽ có một ngày nào đấy. Đúng rồi, mời Đức về đây hoặc chúng tôi về nhà Hoàng Đức thì để mọi người hiểu rõ hơn. Thực ra là về nhà Hoàng Đức thì mình cảm nhận được rất là tuyệt vời, và hẹn gặp anh em có thể một số đặc biệt bọn tôi về đấy. Đúng. Để gặp gỡ người nhà, chị Hoàng Đức cũng là một người rất là tuyệt vời. Coi như cái câu chuyện Hoàng Đức không gặp chấn thương nghiêm trọng là cái thông tin tích cực. Khép lại cái talk show đặc biệt ngày hôm nay của Hậu Trường Thể Thao. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng Hoàng Đức sẽ tiếp tục cái điều đấy trong chặng đường sắp tới, mùa giải tới đây là trong bóng Viettel, và sắp tới là vòng loại World Cup và Asian Cup trong bóng đội tuyển quốc gia để tiếp tục tỏa sáng. Và đương nhiên nếu mà có thể xuất ngoại thành công thì chúng tôi cũng mong điều đó đến với Hoàng Đức, dành cho một trong cầu thủ xuất sắc nhất vào thời điểm này của bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người, và nhớ là 20:30 tối thứ hai hàng tuần chúng tôi sẽ xuất hiện với chương trình Hậu Trường đặc biệt. Nhớ subscribe kênh YouTube Hậu Trường Thể Thao, bấm chuông để là người sớm nhất nhận được video mỗi khi chúng tôi đăng tải. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.